Hello cả nhà, ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu nha cả nhà ơi. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến các kem siêu phẩm tẩy tế bào chết này. Bình thường các chị em sử dụng rất là nhiều các loại kem, ví dụ đắt tiền cũng có mà rẻ tiền cũng có, nhưng đã quên bỏ qua một cái bước cực kỳ rất là quan trọng luôn, đó là một cái em tẩy tế bào chết. Một cái em tẩy tế bào chết này nó có giá là 290.000. Các bạn nên sử dụng một tuần hai lần giúp Hoa nha. Một tuần hai lần giúp Hoa, ngày hôm nay là thứ bảy, Hoa sẽ tẩy tế bào chết cho cả nhà xem này. Cái công dụng của nó là nó sẽ tẩy tế bào chết và lấy đi những cái lượng gọi là cái làn da của mình sần sùi này, rồi những cái bạn mà da không đều màu, và cái thứ hai nữa là lấy đi những cái bụi bẩn và những cái mụn mụn ẩn và mụn cá, mụn đầu đen á, lấy cực kỳ đi là sạch luôn. Cái lý do mà nhiều bạn mọc rất là nhiều mụn là các bạn chưa biết cách chăm sóc da. Các bạn chỉ có dùng sữa rửa mặt xong rồi các bạn bôi kem lên thì khi cái làn da của mình nó đang bị gọi là bí tắc lỗ chân lông do cái tế bào chết nó quá nhiều đi, thì các bạn không tẩy tế bào chết thì làm sao nó có thể nó thông thoáng được cái lỗ chân lông á. Thì các bạn sử dụng kem lên á thì nó sẽ bị dồn đến và nó sẽ gây hiện tượng là bí tắc lỗ chân lông, và để lâu ngày nó sẽ gây cái hiện tượng như nào ạ, các bạn biết không ạ? Gây cái hiện tượng là cái ổ viêm nó sẽ phát triển và sau đó nó sẽ mọc mụn rất là nhiều luôn. Chính vì thế mà các bạn khi sử dụng các cái sản phẩm kem dưỡng da bên hãng nào cũng vậy nhá, chúng ta nên tẩy cái lớp tế bào chết thì sau đó hãng là dưỡng da cả nhà nhá, để có một cái làn da vừa trắng lại vừa khỏe đó. Nó chỉ lấy đi cái tẩy cái tế bào chết của da và cái bụi bẩn và cái mụn đen, đầu đen và mụn cám thôi, còn đặc biệt của nó là không bào mòn da cả nhà nhá. Các bạn cứ massage giúp Hoa 5 phút một tuần hai lần đó. Tạm thời mình chỉ massage thế thôi để cho nó đỡ mất thời gian, còn khi các bạn massage nên massage 5 phút cả nhà nhá. Đó, và Hoa đã chuẩn bị cái khăn ướt này rồi để lau cho nó nhanh, lau nhanh đỡ mất thời gian của các bạn. Tẩy tế bào chết là một cái bước cực kỳ rất là quan trọng để chị em dưỡng da có một làn da trắng khỏe nhá. Đó, nhiều bạn than bảo là mình dùng rất là nhiều loại kem đắt tiền có mà rẻ tiền có mà sao làn da của mình không được cải thiện, vì các bạn đã bỏ qua cái bước cực kỳ quan trọng đó là tẩy tế bào chết. Đó, các bạn nên nhớ giúp Hoa nhá. Và còn nữa, khi tẩy tế bào chết xong thì cái không biết ở các bạn như thế nào, còn ở chỗ Nghệ An của mình á, nắng rất là nóng, 40 cho đến 42 độ C thì mình sẽ sử dụng cái em này này, kem chống nắng, cái chống nắng UVA và UVB. Nó có cái công dụng là sẽ làm dưỡng da này, chống lão hóa da. Đó, chống lão hóa da, chống nhăn da. Dưỡng da bật 1 đến 2 tông ngay sau khi sử dụng. Không chỉ đơn giản là nó là kem chống nắng mà nó còn là một cái loại kem dưỡng da chống nắng cho da. Đó. Chống nắng cho da, chống nhăn da, chống lão hóa da. Có rất nhiều các loại chống luôn cả nhà nhá. Mình lấy một lượng hơi nhiều. Một lọ như thế này nó có giá là kem chống nắng nó có giá là 190.000, quá rẻ luôn mọi người ạ. 190.000 mà các bạn sử dụng được 3 đến 4 tháng, một ngày các bạn sử dụng hai lần dung hoa nhá. Đó, nó đã bật tông rồi cả nhà. Cực kỳ rất là mịn da luôn. Các bạn là nhìn cái tay của mình xem. Đó. Cái tay của mình chưa dùng kem này. Đó, cái tay cực kỳ đen vào cái cổ hoặc cái khuôn mặt của mình này. Đã dùng kem chống nắng và đã tẩy tế bào chết. Khi mình đã tẩy tế bào chết xong á thì làn da của mình đã bật 1-2 tông rồi, và sau đó lại dùng cái kem chống nắng này nó lại bật thêm 2 tông nữa, cái làn da của mình lại nó rất là trắng sáng luôn. Đấy là mình chưa sử dụng kem sữa dưỡng thôi nha, chỉ mới kem chống nắng thôi cả nhà nha. Đó, ai quan tâm đến cái sản phẩm của Hoa, cái bộ của Hoa này thì hãy inbox ngay cho Hoa nha. Xin chào mọi người.